Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, Trường Giang đang có mặt tại trường Everett Elementary School tại thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại buổi phát thưởng cho các em học sinh từ mẫu giáo cho tới trung học của tiểu bang Massachusetts do Hội Phụ huynh Học sinh thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, để tiếp tục duy trì hoạt động khuyến khích các em cố gắng học tập, hàng năm, Hội Phụ huynh Học sinh Việt Nam của tiểu bang Massachusetts có tổ chức buổi lễ phát thưởng cho các em học sinh ưu tú, người Mỹ gốc Việt từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12. Lễ phát thưởng trong niên học năm 2012-2013 được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa ngày 9 tháng 6 năm 2013 tại trường tiểu học Everett thuộc thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts. Chương trình được bắt đầu là phần chào cờ Việt Mỹ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thưởng của trường của Hội Phụ huynh của trường Massachusetts thì trong đây có 4 em học sinh xuất sắc của trong trường là được giành giải xuất sắc. Một trong những số học sinh này sẽ được đi đại học, và đầu tiên thì Trường Giang xin hỏi em trước, em tên gì và em có thể nói cho cái cảm tưởng của em trong ngày lãnh thưởng hôm nay không? Em tên là Hoàng Như Trí và hôm nay em rất là vui, là rất hạnh diện để tham dự cái cuộc giải thưởng hôm nay. Em học lớp mấy? Học ở trường nào? Em năm nay học lớp 11 trường Boston Latin School. Okay. Good. Còn em tên gì và em học lớp mấy, và anh nhiên biết thì em sắp đi đại học, thì em có thể nói cho quý vị khán giả cảm giác của em, cảm tưởng của em, và em đi trường đại học nào? Em tên là Vương Mỹ Phụng. Em ra lớp 12 ở Boston Latin Academy và em do đại học trường UMass Amherst. Bây giờ em rất là vui và you can speak in English, just not just speaking English. And happy for all the students out there who did really well in their school and got the achievement of the award. I'm very happy today to be in this award ceremony with all the kids, because it shows me how much they are working hard to improve their grades and how much it matters to the Vietnamese community. About why I'm here. Well, it's an honor to be here, because it was a pretty long application process, but it's cool to see like how many age groups were here today. So, okay, what grade are you in? I'm in 11th grade. At North Quincy High. Cynthia Vu. Thank you.
Kính thưa quý vị, trong ngày phát thưởng cho học sinh Việt Nam của tiểu bang Massachusetts, thì Trường Giang hân hạnh được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Phương Đài. Chị là hội trưởng của hội phụ huynh học sinh của tiểu bang Massachusetts. Thì chị Phương Đài có thể cho quý vị khán giả của Đài SBCN biết là mục đích của ngày lễ hôm nay và chị những thông tin gì mà chị muốn gửi đến cho phụ huynh học sinh cũng như các học sinh của trường công lập của tiểu bang Massachusetts thưa chị. Kính chào Trường Giang cũng như kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày mà cũng như hàng năm thì Hội Phụ huynh Học sinh Việt Nam tổ chức một cái lễ phát thưởng để mà khen tặng các em học sinh, nhất là các em học sinh Việt Nam học giỏi. Thì mục đích của hội là để cho các em thăng tiến thêm trên con đường học, để mà khuyến khích các em thêm. Thì những cái quỹ mà mình có để trao thưởng cho các em học sinh thì nó từ đâu ra chị? Cái quỹ của hội thì là được quý hội đoàn, quý mạnh thường quân và một số cơ sở thương mại họ giúp đỡ cho để mà sponsor cho cái chương trình ngày hôm nay. Làm thế nào để mình có thể phân chia được học sinh khá, học sinh xuất sắc và để phát thưởng trong những năm mà đài đã làm? Thì đài làm liên lạc chung với làm việc chung với trường học toàn Massachusetts, thì hội gửi cái lá thư ra, nomination letter, mình gửi ra cho trường, cho các thầy cô, cho hiệu trưởng, thì họ sẽ dựa theo cái quy định của hội mà họ nominate các em học sinh Việt Nam. Những em nào mà có giỏi thì họ gửi cái đơn đó về, đồng thời họ gửi cái phiếu điểm, thì hội sẽ có người có một cái ban chấm điểm, ban giám khảo để mà coi duyệt từng em một và select các em ra. Vậy năm nay mình có bao nhiêu đơn và bao nhiêu em được phát thưởng trong buổi lễ hôm nay? Năm nay thì mình lại đông hơn năm ngoái, thì mình có tất cả là 133 em được nominee từ trong trường. Thì đa số các em nominee thì đều được nhận hết, nhưng mà sẽ tùy theo mỗi một cái dạng khác nhau. Thí dụ như nếu mà mấy em giỏi thì mấy em sẽ được trophy, được học bổng. Còn những em mà khá thì mấy em sẽ được medal. Mình làm bất cứ những cái dạng này kia để mà mình khuyến khích các em. Dạ. Có thể cho biết là học sinh từ lớp mấy tới lớp mấy trong cái phần mà phát thưởng hôm nay thưa chị? Các em hôm nay ngày lãnh thưởng là các em từ lớp mẫu giáo K1 cho đến lớp 12. Và bao nhiêu trường được mời đến trong cái buổi phát thưởng hôm nay? Số trường thì rất là đông. Có khoảng hơn 30 trường. Dạ. Cảm ơn chị Phương Đài và chúc chị thành công trong buổi lễ hôm nay. Cảm ơn anh. Trường Giang xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trường Giang xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thank you everyone. Thank you.